Xin chào các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn ở quần nơi mới câu camera này nè. Xin chào các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cái chắc các bạn đã biết về cái danh thức là MQTT đúng không? Thực sự cái danh thức này thì đối với những cái hệ thống mà chúng ta muốn là gì để cho nó cái MQTT của mình đó và nó không nó bảo mật dữ liệu đó, thì thông thường là chúng ta sẽ dùng cái con Raspberry để chúng ta dùng làm cái server cho bạn và mấy con và những ta dùng một nó một con Raspberry làm server và các cái nó MCU hay các thiết bị khác để chúng ta thông qua đó ta truy cập đó để chúng ta xử lý thao tác lưu trữ dữ liệu mà ha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu sơ khai cho các bạn về cái danh thức MQTT ở trong cái giữa cái con nốt MCU hay con ESP8266 và cái con Raspberry các bạn. Đây là cái đây là cái Raspberry của mình đây, pin đây tới rồi ha. Ok pin ok đúng không, mình sẽ kết nối nó ha bạn ha. Ok ok đúng không bạn ha, mình chưa có chạy cái lệnh kết nối mà ha. Đây đây mình sẽ mở cái nó em sẽ đây mà ha, đây mình sẽ mở lên rồi ha. Ok đúng không, được rồi ha. Rồi mình sẽ cho nó chạy rồi ha. Rồi ha. Để mình reset lại nó bị ok đó, giờ nó sẽ thơm nếu nào được đâu con bé đông năm đúng rồi. Để mình nào có lại các bạn bởi chúng ta để cho nó là có xem bạn ha. Ra đứng các bạn ra đứng không, tại vì mình nạp có lại nó rớt cái server theo đứng im không, ở đây đây đứng im các bạn rồi ha. Hoặc mình để mình vào cái bu ti các bạn nhìn rõ hơn như các bạn ha. Ờ không không tại bu ti thì câu lệnh để mình lấy cái câu lệnh này nè các bạn, bị câu lệnh này nè ha. Mình qua cái bút tay á, nghe đây mà ha. Copy lại nó. Copy. Mình vào bút tay để cho nó dễ hơn, nó không có bị bung cái màn hình được các bạn ha. Nhập IP của thằng Raspberry của mình các bạn. Chấm cho tám ha. Ok. Nhầm cái lệnh này rồi, chết rồi. Quên cái lệnh này rồi các bạn. Từ từ. Mình quên cái lệnh này, mình phải vào đây, mình lấy cái lệnh này các bạn. Mình có quyền chưa anh ra sao. Đây các bạn. Đó các bạn ha. Hello B các bạn ha. Đó, có nghĩa là cái gì? Mình dùng bu ti, mình dùng cái bu ti thì nó sẽ trực qua các bạn ha. Thấy nó không có nó bị bỏ các bạn. Đây cái gì tên gì? Mình đang gửi dữ liệu từ cái con nó em sổ của mình đây các bạn ha. Đúng không? Raspberry các bạn.
Quá là dữ liệu nó cập nhật liên tục bạn không? Cái dữ liệu nó cập nhật liên tục bạn không? Đó. Và để các bạn đấy thì các bạn đấy là cái thân này đang chạy không? Đó, thân này đang chạy đúng không? Nghĩa là cái con này đang gửi không? Nó đang gửi dữ liệu về cái con đang gửi cái dữ liệu về cái con robbery của mình này các bạn ha. Đây, đây là cái con em sầu của mình này các bạn ha. Đây là em sầu đây. Và đây là con robbery của mình này các bạn ha. Đây, đây nha. Tại vì mình đang cấp nguồn đó các bạn. Thấy được. Đây. Thấy chưa? Robbery mình đó. Robbery các bạn thấy không? Đó thấy không? Đó, mình sẽ mở lên ha. Mình sẽ dừng đi ha. Đó thấy không? Đứng rồi bạn. Bấm mình cũng có gì bị rớt rồi bạn ha. Mình có thể vào cái này, mình thấy nó chạy qua, bạn nhìn qua đây các bạn thấy dễ hết này. Các bạn thấy nó chạy không đó, đó có nghĩa là gì, dữ liệu nó đang gửi các bạn không? Thấy không? Đây đúng không? Các bạn thấy nó dữ liệu đang gửi các bạn không? Đó, cái này nhìn này nè. Nhìn cái thời gian thì bạn thấy không? Đó, nó đang gửi dữ liệu các bạn không? Đó là cái dữ liệu bên kia nó gửi mình ha. Đó. Để cho mình thấy chưa. Đó, thấy chưa. Thì căn cứ từ đây các bạn có thể xử lý lưu vũ trụ. Chúng ta có thể thu thập dữ liệu từ các sensor ha. Hay là chúng ta có thể tác động nút nhấn lên của dữ liệu lưu trữ cái đoạn thư. Nút nhấn thì các cái thiết bị mà. Vâng vâng các bạn ha. Ở đây là giới thiệu sơ khai thôi các bạn ha. Chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ha.